Thời gian qua, tình hình tiêm vaccine mũi 4 ở hầu hết các địa phương trên cả nước đều có dấu hiệu chứng lại. thưa quý vị. Người dân chủ quan khi mà cho rằng là số ca mắc giảm, số ca nặng và tử vong ở mức thấp nên nhiều trường hợp đã mắc COVID-19 không đồng ý tiêm các mũi vaccine tiếp theo. Ngoài ra thì thông tin tiêu cực về tác dụng phụ biến chứng khi tiêm mũi 3 cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý e ngại của người dân, dẫn đến việc là không đồng ý tiêm mũi nhắc lại. Trước bối cảnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 trên diễn biến khó lường của dịch Covid-19 nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của virus Sars-CoV-2 và đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại. Ngày 2 tháng 7 Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 4.114 VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cần khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đảm bảo an toàn, khoa học hiệu quả. Đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm vật tư, trang thiết bị, phục vụ khám chữa bệnh và cho công tác phòng chống dịch trên cả nước. Giao phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế, các bộ ngành và 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, hoàn thành theo mục tiêu yêu cầu của chính phủ. Trước đó vào ngày 30 tháng 6 trong buổi kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tiêm mũi vaccine thứ tư để khuyến khích người dân đi tiêm vì sức khỏe của cộng đồng. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúng ta vừa mới trải qua đại dịch đã qua được thời kỳ gian khổ khốn khó nhất nhớ lại cách đây một năm làm gì có vaccine vì không có vaccine mới khiến nhiều người chuyển nặng và tử vong đến nay đã có vaccine rồi do chủng nhẹ đi người mắc sau khỏi ngay cộng thêm các loại tin đồn mình tuyên truyền chưa tốt cho nên tâm lý người dân bị trứng lại mà trứng lại thì nguy cơ vẫn còn lơ lửng với sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5 của Micron, bộ y tế dự báo số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới. Biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể phụ cũ BA.2 khoảng 12 đến 13%. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn hiện hữu và diễn biến phức tạp. Biến chủng có thể gây bệnh nhẹ hơn, nhưng đồng loạt người dân cùng mắc bệnh một lúc thì tỷ lệ bệnh nặng sẽ tăng lại. Các cơ sở y tế sẽ có nguy cơ quá tải trong khi đó biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất chính là tiêm vaccine người dân trong đối tượng phải tiêm vaccine theo hướng dẫn của bộ y tế cần phải tiêm vì đây là quyền lợi gắn với trách nhiệm giữ sức khỏe cho bản thân và cả cộng đồng